Á Khắc Thiên Kiều. Anh chưa sao? Tại sao em lại khóc hả Thiên Kiều? Em không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Một người xa lạ, thôi hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không Thiên Kiều, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh muốn nói với em một điều mà bấy lâu anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiêu trong tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói xa em đâu hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ thì ai, và từ bao lâu rồi cho mãi đến ngày hôm nay. Đã từ lâu anh muốn nói với em một điều quan trọng, nhưng vẫn lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Vào hiểm đá quý chưa bao giờ biết sợ, sao bỗng dưng em nghe lạnh cả tâm hồn. Nhìn áng mây bay lòng chờ sắc sẽ buồn, lòng dũng tương chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chưa sao tình cấm nắng nhớ tình đành tuyệt vời. Nó mây quằn quại